Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài biển, ngoài Cana mình tắm nha, rồi mình quay ở ngoài đó xem nó có những cái hoạt động gì nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi nha mọi người. Hôm nay trời nắng rất là đẹp này. Hôm nay khoảng cỡ 26 độ C thôi. Trời nắng nóng lắm mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Ngoài. Là trời đẹp không? Là. Hôm bây giờ mình chuẩn bị đi nha mọi người. Xíu tới rồi. Hôm nay trời nóng quá chị. À vậy hả? Sao ông ngủ ông đi? Ông cầm cửa. Đào không? Ở đâu ông còn ở đây không? À không. Ông còn đi rồi hả? À vậy hả? À bố. Nó có mà đầy đó. Ok chưa? Rồi. Sẽ 50. Ôi, nó bắt đi học à, nó bắt đi học cái gì rồi đóng bao nhiêu 200 mấy nữa hả? Ủa, ông chị hỏi á, mất công quá. À, thì đó cũng phải học. Thì mô tô nó khác và xe hơi nó khác. Ôi, hôm nay trời đẹp quá, quá đẹp luôn. Hôm nay em làm sáng không à? Đâu có làm chiều đâu. À, làm sáng. Mà đó là buổi sáng không hả? À, đó là buổi sáng không hả? Nhưng mà hôm nay chị không làm hả? À, chưa làm. Hôm em có lên trên chỗ không gian có chỗ bốc sushi nó mới mở. Cái ông sĩ đó không mới mở, không có chung cái ông sĩ không ta? Không biết đâu, cái gì cũng lớn lắm á.
bây giờ mới mở lại thì chắc khoảng cứ 50-60 nhưng mà hai người trong bếp chưa nổi đâu. Chạy đi làm á, trời ơi té cái sợ thiệt, thằng kia quen quen á. Hôm em đi làm thử việc trên cái nhà hàng mới kìa, có hàng polis nó tới á, nó vui lắm chị, nó tới rồi nó mặc đồ civil bình thường á, cái mình nói chuyện nó hỏi mình tiếng Việt nè, đồ 2-3 sao mình trả lời nó rồi nó học á. Cái chút xíu nó về tới ca nó mặc đồ cảnh sát đồ tròn kết hồn. Nó vui lắm.
nó lại nó ăn tối với kẻ bố à, em không biết đó, tại hai thằng nó tới mà. Ừ, tại chị biết ông Hải gì? Ông Hải á, ông nói này, hồi xưa lúc mà ông bị thổi á, ông bị bắt lại cái kêu thằng Pascal là thằng cảnh sát đó nó ra, cái ông nó thà, thằng đó dễ thương lắm gì, cái đó vui lắm. Rồi, ông Hải ông xô cho nó quá trời, ông gì nói ta? Cái gì này vậy? Rồi, bên kia, bên kia. Ở đây hả? Ở đây là chạy lại bên kia. Mọi người thấy bầu trời đẹp không? Trong xanh luôn thấy không? Wow, là có cây cỏ quá trời luôn này không? Mọi người thấy đẹp không? Wow, là. Hôm nay mình sẽ ra ngoài biển mình tắm này mọi người. Wow, đây có cái mỏ neo này. Ngay biển có cái mỏ neo mọi người. Wow. Thấy không? Cái mỏ neo bằng sắt luôn. Chà bá luôn đó. Cái này nó có dấu tích gì nè. Marine.